Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại cùng với Jun Trường Giang Channel Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với video của mình thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong số hàng triệu video ngoài kia trên Youtube Còn nếu như đây là lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mà các bạn đã theo dõi kênh video của mình mà chưa subscribe kênh thì hãy cho mình một subscribe kênh và một like video để cho mình có động lực để làm tiếp những review tiếp theo Kênh của mình sẽ làm review với rất nhiều những sản phẩm mỹ phẩm mà Uh, rất là nhiều video các bạn sẽ thấy nó không liên quan gì đến review lắm về những vấn đề cuộc đời nhưng mà nếu mà rảnh mình sẽ vẫn làm những cái chủ đề liên quan đến kinh nghiệm cuộc sống cho nên là hy vọng rằng là những video của mình sẽ được các bạn đón nhận uh, ngày hôm nay thì mình sẽ làm review về một cái sản phẩm mà chắc là sẽ ít ai làm review lắm đây các bạn nhìn thấy màu này quen thuộc đúng không đây chính là sản phẩm mặt nạ oligopeptide của nhà Lushen Bay sẽ có rất nhiều bạn bảo là tại sao ông này rảnh háng có vậy, tại sao lại đi review một cái sản phẩm mà nó giống như là cái chai serum mà rõ ràng là review về chai serum thì mình đã làm rồi đúng không? Mà cũng có rất là nhiều bạn xem À mà quên một điều nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều Đến ngày hôm nay thì kênh của mình đã chính thức có 1.000 follow rồi 1.000 subscribe Mình biết là số lượng này rất là ít so với các anh chị em khác Nhưng mà thực sự đây là một niềm vui mà mình rất là cảm ơn các bạn ấy Bởi vì mình làm video youtube cũng vì vui thôi Chứ mình không làm kiếm tiền vì youtube Cho nên là mình cảm thấy rất thoải mái Và khi đạt được con số 1.000 youtube báo về thì mình cảm thấy rất là vui luôn Ngày hôm nay thì mình sẽ làm review về cái sản phẩm này thì như mình đã nói đấy có rất là nhiều người bảo là ồ oh, hai cái sản phẩm này màu sắc có giống nhau rồi uh, uh, cũng là oligopeptide tại vì sao hãng lại làm hai cái định dạng khác nhau một cái là serum, một cái là mặt nạ làm chi cho mệt mỏi. Nhưng mà lúc đầu mình cũng nghĩ như thế đấy vì mình nghĩ là ồ oh, tại sao mình lại phải bỏ tiền ra mua một cái miếng mặt nạ như này, miếng này mình mua là 12 ngàn một miếng. Uh, nếu mà các bạn mua một hộp 10 miếng ấy, thì giá nó là 130 nó hơi lạ đúng không? Mình cũng không hiểu tại sao một miếng 12 nghìn mà một hộp 10 miếng thành trăm ba Đúng ra mua 10 miếng nó phải rẻ hơn đấy Mình không quan tâm lắm Thế cho nên là mình chỉ muốn lẻ thôi Mình không dại dột thì mua đặt mua một hộp Với cả là mình cũng đang dùng oligopeptide và hết Thì mình lại mua hết lại mình lại mua cho nên là Đây, mình sẽ có sẵn hai cái sản phẩm này để cho các bạn bằng chứng là mình có cả hai sản phẩm này để làm review cho các bạn nhé thì đây là mẫu mới nha mọi người serum này nó có mẫu mới chứ không phải là hàng nhái đâu cho nên là mọi người cứ yên tâm à cái uh, đầu tiên thì mình nói luôn là tại vì sao mình muốn mua cái sản phẩm này tại vì là mình cũng không có welcome lắm cái việc sử dụng mặt nạ vì rất là nhiều beauty broker đã cùng chia sẻ là sử dụng mặt nạ ấy, thì nó cũng sẽ không có nhiều tác dụng lắm nhưng mà nếu mà bạn có tiền thì bạn mua thôi thích thì bạn cứ mua thôi các bạn cấm cảm gì cả còn đâu cái serum này ấy, thì mình đã chia sẻ với các bạn trong một cái video rồi các bạn có thể theo dõi ở trong list danh sách như video của review của mình còn lý do vì sao mà hãng lại làm hai cái loại này thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn ngay sau đây nhé trước khi mà mình bóc cái này ra mình dùng luôn cho các bạn xem đầu tiên đấy là cái serum này thì trong bảng thành phần của nó có sẽ chứa 10% oligopeptide sẽ có chiết xuất cúc kim tiền này rồi cúc kim ngân này sẽ có những thành phần dưỡng ẩm và cũng như thành phần cô đặc và có cả chiết xuất rau má nhưng chiết xuất rau má thì nó nằm ở cuối bảng thành phần nó cũng có rất là nhiều những chất để dưỡng ẩm như là glycerin này Butylene glycol nó có rất là nhiều những thành phần như thế và mọi người sẽ hỏi là tại vì sao mà mình lại không lại phải mua hãng lại ra một cái mặt nạ như thế này đúng không thì mình cũng nói luôn cho các bạn mới đầu là mình nghĩ là hai cái nó giống nhau nhưng đến khi mình cầm cái sản phẩm này lên mình đọc bảng thành phần thì nó khác nhau như các bạn mà các bạn phải biết rằng là nếu như cùng là một thành phần đấy mà các bạn chỉ việc tăng hoặc giảm cái nồng độ đi thì chất lượng nó đã khác nhau rồi chưa kể đấy là cũng là từng đấy chất nhưng cái chất nào mà hãng đặt lên trước và chuyển nó về sau và nồng độ nó ra sao thì nó sẽ ra một cái cấu trúc thành phần khác mặc dù nhìn thì có cảm giác nó giống nhau nhưng thực chất ra thì nó lại có cái những mục tiêu mà hãng hướng tới khác nhau ví dụ như là cái mặt nạ này đi thì ở bên trong nó ấy, vẫn có chứa oligopeptide như thông thường đúng không các bạn mặc dù hãng không có claim về số lượng thành phần rõ ràng như là trong cái chai serum nhưng mà với cái em mặt nạ này ấy, thì mình nghĩ là bên trong nó vẫn sẽ chứa cái hàm lượng oligopeptide oligo khá là cao và điều đặc biệt nữa là trong chai serum thì À, thành phần chiết xuất từ rau má nó nằm ở cuối bảng thành phần nhưng ở em này thì chiết xuất rau má nằm ở ngay đầu bảng thành phần luôn chỉ sau oligopeptide và sau một vài các thành phần dưỡng ẩm như là glycerin và butylene glycol mà thôi và sau chiết xuất rau má thì nó lại đến ngay một cái chiết xuất là Maria là một cái dòng cây hoặc thuộc họ nhà hoa hồng có tính năng làm dịu làm mềm dưỡng ẩm và giảm kích ứng nó giống như là rau má vậy đó nhưng mà nó hỗ trợ nhiều hơn rau má thì nó có thêm thành phần để giảm kích ứng trên làn da và cũng như là để hạn chế uh, mụn ở trên làn da của chúng ta nếu mà đang bị mụn mà bừng 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 lên đấy thì mấy hôm vừa rồi mụn của mình nó cũng đang bừng lên khá là nhiều ấy. đấy thì bằng chứng là các bạn có nhìn thấy là mình vẫn còn những cái vết đỏ 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 như này đúng không? thì mình đấy là lý do vì sao mình quyết định mình mua thử em này về dùng thì mình thấy cũng nó giá của nó thì cũng tầm 12 hai một miếng thì mình cũng mua tầm ba bốn miếng về mình đắp để cứu vớt qua cái quãng thời gian khó khăn chẳng hạn đấy. thì các bạn thấy rằng rõ ràng là cũng là oligopeptide nằm đầu bảng nhưng mà trong serum thì thì cái những cái thành phần như là rau má nó lại nằm ở dưới sau cả cúc kim tiền hoặc là cúc la mã hoặc là những cái thành phần dưỡng ẩm nhưng ở trong đây thì cái thành phần rau má và cũng như là chiết xuất đến từ một dòng hoa hồng nó lại lên cao hơn có nghĩa rằng cái mặt nạ dưỡng ẩm này nó sẽ thiên về cứu chữa ngay lập tức ngay tức thì thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn là dưỡng về mặt lâu dài thế cho nên là khi mà mình mua cái sản phẩm này ấy, thì mình cũng xác định luôn cho các bạn là nếu như các bạn muốn mua một sản phẩm mà để uh, sử dụng mà qua đêm hoặc là dưỡng lâu dài mà có tác dụng ấy thì các bạn nên mua serum còn nếu như các bạn mà cảm thấy da của mình mới đi nắng về hoặc là mụn của mình vừa mới rửa một loại sữa rửa mặt nào đó mà nó đang bị kích ứng lên hoặc là mới bôi một cái gì đấy lên mà nó đang bị kích ứng đang bị dị ứng lên thì mình hãy mua mặt nạ đấy là hai cái khác biệt của hai cái sản phẩm này đó còn cái sản phẩm này thì bên trong của nó giờ mình vừa rửa mặt sạch rồi nhé các bạn nhé à, ở bên trong của nó thì sẽ có một miếng mặt nạ đây móc cho mọi người xem uhm. nó sẽ có một miếng mặt nạ siêu đó nhìn nhau nó sẽ có lớp màng bảo vệ thứ hai giống như là rất là nhiều loại mặt nạ khác đánh giá của mình á thì cái em mặt nạ này nó có mùi giống như là cái chai serum oligopeptide vậy đó mọi người ạ nó giống y chang nhau luôn nó có mùi giống như thế và cái chất của cái em mặt nạ này á thì nó khá là mềm Đưa chưa đưa chưa nó Đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? nó khá là mềm, nó cũng khá là mỏng ở trên da của mình và nó cái lượng dung dịch ở bên trong ấy thì nó cũng khá là đủ dùng, nó không bị cái tình trạng là nhiều quá xong rồi khiến nó chảy nhầm nhề xuống mặt kiểu dạng như thế thì nó không có nhưng mà à, đây các bạn nhìn thấy không ví dụ như là cái mặt của mình ấy, cái diện tích nó cũng hơi bị to <laughs> thì nó cũng che được hết đại khái là nó cũng che được hết nguyên cái mặt của mình uhm. đó đây tiện thì hôm nay mình cũng đang đắp đúng muốn đắp mặt nạ thì mình cũng bóc luôn xong làm review cho bạn luôn thì các bạn nhìn thấy không nó là đúng là dạng siêu luôn đấy dạng lụa cho nên là nó ôm vào mặt và nó có cái độ ám dính khá là tốt Bản thân em này thì nó cũng giống như là uh, serum thôi, nó sẽ không màu, không mùi, không chất bảo quản, không cồn luôn. Cho nên là các bạn dùng lên da thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là êm, nó khá là mướt vào da của mình. Cái phần dư này bôi dưỡng cổ đi cho nó đỡ phí. Đó. Còn uh, cái gói này là 25 ml nha các bạn, 25 ml. Ở trong này thì nó vẫn còn dư một ít uh, tinh chất để mình đổ cho xem. Ừ. Nó còn dư từng này đó. đó Mọi người nhìn thấy không Cái chất của nó thì khá là sệt ấy Nó cũng không phải là quá lỏng đâu Nó nó sao mình có cảm giác Nó nó, nó giống giống như là cái chất của serum ấy Mặc dù là Nó cũng không phải là Quá là lỏng Nhưng mà mình nghĩ là với cái cái chất như thế này Thì mọi người có thể bôi được Giàn trải được nguyên mặt cũng khá là hợp lý Ừ mát quá bà con ơi và với cái loại này á thì mình nghĩ là bạn nào mà thích sử dụng mà mùa hè nóng nực ấy các bạn có thể bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé mọi người mình thì với bỏ trong ngăn mát tủ lạnh đó xong ấy bôi lên cho nó tưới mát con người và nhớ bôi xuống cả cổ nha bà con ơi để thứ nhất là cho nó đỡ phí cái thứ hai là nó đỡ phí <laughs> đó cái còn lại thì mình xa ra tay bôi tay dưỡng tay gì gì đó thì cái cảm nhận của em này á thì sau khi mình sử dụng thì mình có cảm nhận một cách rất là rõ ràng là sau khi đắp em này mình đã đắp em này khoảng tầm 2-3 miếng rồi và cái quá trình mà mình sử dụng em này á, thì mình có cảm nhận là mụn, những cái nốt mụn ở trên làn da của mình đang bị tấy đỏ đang bị viêm hoặc là đang bị kiểu đỏ đỏ lên mà giống như hôm vừa rồi mình đi nắng về nó bị kích ứng lên ấy thì mình đắp em này vào và mình đắp hai ngày liên tục nó cũng đã giảm cái cái, cái triệu chứng uh, kích ứng xuống rất là nhiều và những cái nốt mụn ở cổ này của mình mình có bôi xuống đây mặc dù cổ thì mình không có đắp mặt nạ nhưng mà mình bôi xuống thì mình cũng cảm thấy là nó êm hơn nó trơm hơn nó ẩm và nó mượt hơn thì em này làm được điều đấy có nhiều bạn á hỏi mình là có nên mua cái sản phẩm này hay không thì mình nói thật với các bạn là cái sản phẩm này các bạn nên mua và các bạn nên chữ trong nhà mình không cần quá nhiều đâu uh, nếu bạn nào mà có điều kiện ấy thì mình mua một hộp 10 miếng để trong nhà hoặc nếu mà bạn nào mà kiểu tiết kiệm ấy Thì mình nghĩ là nên mua một chai serum uh, oligopeptide giống như thế này còn lại thì mua hai miếng mặt nạ giống như mình sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh bao giờ mà da mình nó hơi có triệu chứng kích ứng gì đấy hoặc là đi đâu về nắng nóng muốn nó dưỡng ẩm ấy thì bỏ mặt nạ ra đắp Tại vì nếu mà các bạn mua lẻ thì nó có 12 ngàn một miếng thôi Thì mình thấy cái mức giá này nó không quá đắt Thậm chí là những cái loại mặt nạ Việt Nam chẳng hạn ấy Thì nó đã có cái giá mà nó nó cao hơn rồi Nó tầm 15, 20 ngàn một miếng rồi Còn những cái miếng này á, thì mình thấy nó cũng 12 ngàn cũng rẻ mà Mà chai serum tính ra nếu mà các bạn nào mà mua sale với nó còn có 98 nghìn thôi Cho nên là các bạn có thể lựa chọn một là da bạn đã hết mụn rồi thì các bạn chỉ cần mua một hai miếng mặt nạ để các bạn để cho sẵn trong nhà bao giờ mà mình cảm thấy thích mình bỏ ra mình đắp mình dưỡng ẩm còn nếu như mà bạn nào mà đang bị tình trạng mụn ấy hoặc là sử dụng thuốc rượu hoặc là da đang quá khô hoặc là da của bạn đang bị kích ứng sau khi mà sử dụng mỹ phẩm nó bị kích ứng gì gì đấy abc thì các bạn nên thủ sẵn trong nhà một chai oligopeptide dạng serum và thêm mà vài miếng mặt nạ này nữa mình thấy mức giá của nó cũng chỉ trên trên dưới 100 trăm ngàn thôi thì các bạn đã có một cái concept dưỡng da một routine dưỡng da khá là đầy đủ rồi ấy kiểu rửa mặt xong này các bạn có thể đắp mặt nạ đắp mặt nạ xong các bạn vào các bạn tiếp tục những bước khác dưỡng ẩm hoặc là treatment trị mụn hoặc là bha bha sau đó thì các bạn có thể là uh, bôi kem khóa ẩm là các đi ngủ và là đã đầy đủ rồi cho những bước routine bình thường còn mình thì mình thấy em này ổn đấy uhm, giá cũng phải chăng mà nói chung là nó cũng khá là vừa với cái gương mặt mà bé nhỏ của mình mỗi một lần dùng mỗi một lần quay video là cứ phải dùng áp bóp cho nó bé lại <laughs> thì mình nghĩ là các bạn nào mà mặt mà nhỏ hơn mặt mình thì chắc là dùng cũng ok thôi cũng vừa vặn thế nhé đây là những ý kiến của mình về mặt nạ oligopeptide đến từ nhà Luchen Bay nếu như các bạn nào có những thắc mắc nào có thể comment xuống phía dưới để mình có thể đi thân trả lời cho các bạn và nếu như các bạn thích những video của mình thì hãy nhớ cho mình một subscribe kênh nhé ủng hộ cho mình với và các bạn có thể tìm thấy những kênh thông tin khác của mình thông qua Facebook hoặc là TikTok hoặc Instagram đều với tên tìm, tên tìm kiếm là MC Trường Giang Phạm và là mỗi một kênh mình sẽ có một content riêng ví dụ như tiktok thì sẽ là về xu hướng cuộc đời những phút vui chơi giải trí vui vẻ còn lại thì facebook thì mình sẽ sâu ọp những công việc của mình làm hàng ngày như là làm mc đi quay sự kiện hoặc là đi quay truyền hình à, rồi instagram thì mình chia sẻ những hình ảnh đẹp này nọ kia đấy nói chung là mỗi một kênh các bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị bổ ích cho cuộc đời nếu như các bạn đến với mình hình, xin, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nhé và nhớ nhé nhớ subscribe kênh cho tôi nha các ông bà nghe chưa ừ cảm ơn rất là nhiều hẹn gặp lại vào những video lần sau bye bye